cánh đồng làng thẳng cánh cò bay và mênh mang trưa hè cùng với con đường quen thuộc ấy đã ghi dấu bước chân và bao nhiêu vòng quay của chiếc xe đạp ngày nào. Đó chính là người bạn tri kỷ gắn bó, sẻ chia trong suốt những năm tháng thầy chủ nhiệm của chúng tôi miệt mài tới lớp. Đã có bao nhiêu bụi phấn vương trên vạt áo đẫm mồ hôi của thầy, cô giáo. Khi sân trường đêm rụng xuống trái vàng đêm, cũng là lúc thầy chủ nhiệm của chúng tôi mài miết cùng trang giấy, những trang giáo án dưới ngọn đèn khuya và cả trong ánh nến lung linh huyền ảo, và hình bóng thầy cô miệt mài trên trang giấy vẫn như còn kia, vẹn nguyên, tươi mới. Để rồi sau này khi thôi hết thời phấn trắng với vàng đen, hết thời khắc lăng nhăng trên hàng ghế cũ, chúng tôi lại chạy nhớ về những năm tháng ấy, tuổi học trò ơi.